Dạ kính chào tất cả các quý cô chú anh chị khách hàng thân yêu của kênh Bonsai Lê Nguyên. Mến chào anh Lợi ơi. Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lê Nguyên của hôm nay. Thì hôm nay em làm clip để giao lưu với bà con một số đồ đồng và đồ gốm xưa và có một bộ tranh xưa nha bà con. Để giao lưu qua số điện thoại của em 0772 877278 nha. Đầu tiên vô là mã số 1B nha bà con. Đây là một cặp cọp kim tiền. Rất là đẹp nha, cặp này cặp bằng đồng nha bà con. Cặp này tuổi đời tầm 20 năm hay hai mấy năm nha. Tại vì người ta cũng đã qua sử dụng mà nó cũ rồi nha bà con. Chiều cao này em đo là 10 phân. Chiều dài tổng thể luôn nha là 28. Đây. Quanh bụng này em đo là 15. Cặp hổ này cân nặng 1,5 kg nha bà con. Đây, con mình xem giùm em nha. Này nó cũng cũ xưa lắm mà giờ bà con mình có thể chà rửa đánh bóng vệ sinh rồi nha. Cặp này giao lưu bà con giá 1.500.000 nha. Một cặp nha bà con, nặng 1,5 kg. Giá 1.500.000 đồng. Đến với mã thứ hai. Đây mã số 2B. Đây một cặp voi chân đèn. Đây hàng này em cũng mới vừa sưu tầm về thôi. Cặp voi này thì tuổi đời già lắm nha bà con. Bằng đồng nha. Đây bà con mình xem kỹ giùm em, rất là già. Hàng này là tuổi đời từ 50 năm nha bà con. 40-50 năm trở lên nha. Đây rất là đẹp luôn bà con mình xem giùm em. Hàng này cũng xưa lắm nha. Chiều cao tổng thể luôn nha là 35. Chiều dài hình con dâu này là 33 nha bà con. Đây em đo quanh bụng nó luôn. Quanh bụng này em đo tổng thể là 39 nha. Đây dâu này bình bông hay là người ta chưng hàng phong thủy đó nha bà con. Đâu rồi á bà con. Dở cái hai bình bông cho bà con đẹp luôn. Đây em đo cái đường kính miệng hảo cho bà con mình. Đường kính miệng là 8 phân nha bà con. Còn cái quanh bình ở trên này là 38. Đây này nó gờ nhưng mà đều đắp nổi qua văn rất là đẹp nha, rất là xưa cổ nha bà con. Cặp này bao tuổi đời cho bà con mình luôn nha. Đây cặp này là độc nhất vô nhị luôn, không có cặp thứ hai, bảo đảm cho bà con mình luôn, rất là đẹp nha. Cặp này cân nặng cũng từ 7 kg trở lên nha bà con. Em cũng đã có cân rồi nha. Để vô khớp. Đây tầm 7 kg, rất là đẹp nha bà con. Cặp này thêm giao lưu bà con có giá là 7 triệu nha. 7 triệu đồng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Hàng bên em về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng nha. Đây bà con có quyền kiểm tra trước khi mình nhận hàng. Đến với mã số 3B. Đây là một cặp voi bằng đồng nha bà con. Đây voi này thì tuổi đời tầm 20 năm thôi. Hàng có sao thì em báo bà con mình đi vậy nha. Rất là đẹp luôn. Một con ngồi và một con đứng nha. Bà con mình chốt lẻ vẫn có chốt nha bà con. Chiều cao này em đo là 26-25 đi, chừng hao luôn. Chiều dài em đo này là khoảng 24 nha bà con. Cặp voi này đẹp nha. Cặp voi ngày hôm qua thì em cũng đã giao lưu rồi thì em mới về cặp này thôi. Quanh bụng cặp này là 32. Cặp này cân nặng khoảng 4 kg nha. Đây một con ngồi dầm rất là dễ thương và một con đi. Con đứng nha, hai cái dòi nó ngóc lên. Đây bà con mình xem giùm em. Con voi ngồi dầm rất là đẹp. Đây hai lỗ tai rất là to. Đây đẹp nha bà con. Cặp này giao lưu bà con có giá là 3.300.000 đồng nha bà con. Cân nặng 4 kg, 3.300.000. Đến với mã số 4 nha. Là một cặp cá. Đây cá chép hóa rồng. Cái này là nó đã thành rồng luôn rồi nha bà con. Con mình xem cho em rất là đẹp nha. Cặp này nó cũng cũ cổ lắm rồi, cũ xưa lắm rồi nha. Chiều cao này em đo là 15. Chiều dài tổng thể là 34 nha. Hoành em đo ngay chân cái vị trí này là 23. Cặp này cân nặng khoảng 2,5 kg tới 3 kg. Đây từ 2,5 kg tới 3 kg nha. Cặp này già lắm nha. Đây cá chép quá rồng. Vảy rồng hết rồi nha bà con. Đây giá giao lưu bà con là 2.600.000 đồng nha bà con. 2.600.000 đồng một cặp luôn nha. Mã tiếp theo. Đây là một bộ bàn cờ. Đây là mã 5B nha bà con. Bộ bàn cờ bằng gỗ này, gỗ chắc nha. Đây hàng này thì rồi để bộ cờ lên. Hàng này cũng tầm xưa lắm nha. Hàng này cũng qua thời gian rồi nha bà con. Đường kính này là em đo là 53. Đây còn chiều dài này là 50-51 nha bà con. Đây 32 bàn cờ. Hộp rất là đẹp nha. Đây hộp này thì người ta chạm nổi luôn, đây đắp nổi rất đẹp nha bà con. Hộp này đường kính là 19 nha bà con.
19 vuông góc nha. À, rất là tốt. Đủ rõ. Đây. Hai quân cờ nha. Bộ này giao lưu bà con có giá là 3 triệu nha. 3 triệu đồng. Đây bao hàng ship bà con mình, bao bà con mình kiểm tra hàng luôn. Đến với mã tiếp theo, mã 6B. Đây là một con cá chép hóa rồng bằng rớm nha bà con. Lên gạn men hết rồi, rất là đẹp. Đây cá chép hóa lông nha. Con này cũng già tuổi lắm nha bà con. Đây cũng cỡ 30 năm nha. Rất là sắc sảo, đều làm thủ công hết. Chiều cao này em đo là 26. Hoành chân đế nha bà con là 40. Đây hàng này thì liền lạc hết làm tích nha. Đây rất là đẹp, liền lạc làm tích, bảo đảm cho bà con mình luôn. Đây con này giao lưu bà con giá 1.200.000 đồng nha bà con. Cá chép quá gồng bằng gớm nha, hàng này hàng cũ xưa nha. Rồi, khoảng tuổi đời tầm 30 năm. Mã tiếp theo là mã số 7. Mã 7B nha bà con. Một cái bình trúc rất là đẹp. Đây, rất là già luôn. Cái đầu là hình con rồng nha bà con. Cái mỏ này là mình để góc nước rồi đó nha. Góc mình thay đổ nước, mình thay đổ rượu vô được nha. Chiều cao này em đo tổng thể là 35. Hoành em đo hoành bụng ngay chỗ này là 49. Đây, thằng này cũng tuổi đời từ 30 năm rồi. 30, 30 mấy năm rồi nha. Hàng lành tích liền lạc hết. Đây, bà con xem cho em. Này là cái mỏ mình gót xuống gì đây nha. Cái mặt bọm bên trước là mặt con rồng. Đây giống như là một cây nguyên một bụi tre, bụi trúc với nhau không? Giờ rất là đẹp nha. Mã số 7B có giá 1.500.000 nha. 1.500.000 đồng. Rồi đếm tiếp theo là mã số 8B. 8B là có một cặp bình bông. Đây. Cặp bình bông này là hàng tàu xưa nha bà con. Rất là đẹp. Đây, bình bông lục giác nha. Đây bình lục giác. Chiều cao này em đo là 42. Còn đường kính dài này là 14 nha bà con. Còn đường ngang này là 10 phân thôi. Hoành bụng em đo ngay vị trí này nha. Đây vị trí này là 55. Cặp này tuổi đời già nha bà con. Hàng của tàu nha. Hàng giả tay 100% luôn. Rất là đẹp lục giác. Đây tích là sơn thủy nha. Đây rất là đẹp luôn, 4 mùa. Xuân hạ thu đông. Rất là đẹp nha bà con. Những bình đây. Lành tích liền lạc hết, bảo đảm bao cho bà con mình luôn nha. Về bà con mình cứ kiểm tra hàng. Hàng này bao tuổi đời, bao già cho bà con mình luôn. Hàng này tuổi đời tầm 30, 30 mấy năm ăn lên chứ không có dưới nha bà con. Chân đế đây nha. Đây, bà con mình xem kỹ giùm em. Những mặt hàng này đều đắp tay qua văn hết nha. Và bà con mình gờ vô mình biết là, mình cảm nhận mình biết là hàng đắp tay. Rồi em bao cho bà con mình về kiểm tra hàng hết nha. Cặp này thì giao lưu bà con có giá là 4 triệu nha. 4 triệu đồng. Đây em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Đến với mã tiếp theo là mã số 9B. Là em có một cặp ché nha bà con. Đây cặp ché này là cũng là hàng tàu luôn nha. Hàng tàu giả tay. Tàu xưa luôn. Đây ché này to nha. Để dưới đi nha. Quan sát vô cha. Đây. Chiều cao tổng thể em đo luôn là 53. Bình bụng này là 100. Bình này lớn nha bà con. Ché này lớn nha. Hàng này là cũng làm tích liền lạc hết. Sông Long Trân Châu. Rất là đẹp. Đây. Hàng cũng có tuổi nha bà con. Tuy gần nó không cổ nhưng mà nó cũng xưa cũ lắm rồi nha. Hàng này em chưa có vệ sinh đánh bóng lên nha. Vậy bà con mình chờ đánh bóng lên để sáng lên nó rất là đẹp. Rồi cái kia để dưới đất sờ quay luôn. Cái này một cái là khoảng 8 kg nha. Đây 8 kg trở lên. Có một cặp đây, Sông Long Trân Châu rất là đẹp. Cặp này thì giao lưu bà con giá 4.500.000 thôi nha. Hai cái đều kích thước như nhau. Hàng bao hàng cho bà con lành tích nha. Về bà con mình cứ kiểm tra hàng thoải mái. Rồi tiếp theo là nhìn lại. Tiếp theo là một bộ tranh gốm sứ nha bà con. Đây em có sưu tầm một tranh gốm sứ. Rất là đẹp luôn. Gỗ gõ. Hàng này thì tuổi đời cũng hai mấy năm rồi. Hàng này người ta cũng đang sử dụng. Đôi này thì em cũng đã sưu tầm, cũng dặn người ta sưu tầm cho em. Thì lâu lâu thì cũng có một vài bộ thôi chứ không có nhiều. Hàng này là tranh gốm dễ tay hết nha. Tích này là tích bát tiên. Rất là đẹp nha bà con. Chiều cao này em đo là một miếng như thế này là 119. Còn chiều ngang là 37. Đây. Chiều dày là 2 phân nha. Mỗi một miếng là dày 2 phân. Tích bát tiên rất là đẹp nha. Hàng này làm tích hết.
nhưng mà con cái nó xưa cũ thôi. Đây hàng này thì nó xưa cũ lắm rồi, về bà con mình trả lên bón vệ sinh cho nó mình mang. Hôm qua thời gian 5 tháng nha bà con. Đây có 4 cái móc để mình treo luôn. Bảo đảm bà con mình hàng làm tích nguyên vẹn hết nha. Bà con nào mà xem trên clip không rõ thì cứ kết bạn Zalo trực tiếp với em nha. Em sẽ chụp từng chi tiết từng mẫu mã cho bà con mình theo dõi rõ hơn ha. Tổng cái chiều ngang như vậy là 145 nha bà con. 145. Bộ như thế này giao lưu bà con có giá là 10 triệu nha. Đây 10 triệu bao ship tận nhà bà con mình luôn. Đây bao bà con mình kiểm tra hàng luôn nha. Đúng hàng đúng đồ rồi bà con mình nhận nha bà con, rất là đẹp nha. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip hôm nay nha. Bonsai Lại Nguyên cũng xin mến chào bà con. Các cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Trong lúc thời gian clip có điều gì sai sót rất mong bà con mình thông cảm nha. Cũng xin mến chào và hẹn lên clip tiếp theo ạ. Kính chào tạm biệt quý bà con nha. Và hẹn gặp lại với bà con vào lúc 8 giờ sáng, 12 giờ trưa và cũng như 7 giờ tối như thường ngày nha bà con. Mến chào và tạm biệt ạ.